안녕하세요. 제 이름은 이은입니다. 그리고 감사합니다. 반갑습니다. 오늘 우리가 한국의 유명한 라면 같이 먹는 도전을 생각했습니다. 이 라면은 불닭볶음면 불닭고 불닭볶음면이라고 합니다. 불 뿐하지 불라 이렇게 딱 라가 라 볶으면 라미사 미사오가 가이 지금 우리가 바로 시작하겠습니다. 그러면 여기 만나 공기 어디 민 서울에 좀 이제 몇 살까 지금 봐 시작해 봐 민아 이은 나 레아 나오 안녕. 나 hôm nay chúng mình sẽ thực hiện một thử thách đó là ăn mì gai. Và hãy cùng bắt đầu với chúng mình nhé. Let's go. Mùi trứng. Không ngửi thấy mùi cay lắm. Sao chẳng ngửi thấy mùi gì mà mùi xúc xích. Với một món mì cay như này thì mày nghĩ là mày sẽ ăn trong khoảng là bao lâu? Bao nhiêu phút? 5 phút đúng không? Chúng ta sẽ xem ai sẽ ăn nhanh hơn. Các bạn chờ nhé. Trước khi ăn thì người Hàn sẽ chúc ngon miệng như này. Sẽ có hai cách chúc. Maske duseo tức là nói với người đối diện là hãy ăn ngon nhé. Ok. Hoặc là một cách khuyến khích người nấu ăn nhất sẽ là 잘 먹겠습니다. Maske 먹겠습니다. 먹 잘 먹겠습니다. 잘 먹. 잘 먹. 또 버리 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 버리. Okay. 자, 상 chưa? Chúng tôi sẽ bấm giờ nha. 3 2 1 bắt đầu. Ngửi thấy mùi cay rồi đấy. Thật sự là mình không tự tin để ăn cái món mì cay này cho lắm. Bên Hàn không ăn đến mức độ này. Miếng đầu tiên thì cũng khá bình thường. Năm phút đúng không? Thử thách 5 phút đấy. Cố lên nha. Thấy cay chưa? Chưa ăn thua, chưa ăn gì. Trong cái thời tiết gần 40 độ mà mình không hề bật quạt. Tại vì bật quạt sẽ bị ù ấy, âm thanh sẽ bị ù. Và chúng mình đã ăn mì cay, mì gà khô cay đúng không? Các bạn nên thử nhá, nên thử. Vừa nóng vừa cay. Mẹ ơi, bắt đầu cảm thấy cay dần rồi đấy. Tao bắt đầu nhớ lên Coca. Có thể uống. Cứ ăn đi xem đến lúc nào trụng. Cái bắt đầu bắt à, không trụng được. Sắp gần 2 phút rồi đấy Thảo ơi. 5 phút đấy. Rửa mắt. Rửa lớp make up của hai con.
giờ không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là ăn xong để bật quạt. Nhưng mà mì này cũng dai dai nhở, khá ngon. Bởi vì là mì xào. Ừ. Thường có nước thì thực ra thì vốn dĩ mì Hàn Quốc nó đã kiểu có đun nữa đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không có bị nở, không có nó bị... dai đó. Ừ. À, không có bị nở quá như mì Việt Nam. Ừ. Ừ. Thế này mà có thêm kim chi nhỉ? Video của mình bắt đầu nói là đi mua mì cay ăn luôn. Chắc là có. Chắc là sẽ có bạn thử. Trời. Mồ hôi của mình bắt đầu. Trời. Bắt đầu là nó mồ hôi túa, nước mắt túa, nước mũi túa. Hy vọng là không đến nỗi nước mũi tràn trề. Mình cảm giác mình là một người ăn cay khá tốt. Vậy mà với cái mì này, thực ra cái mì này thuộc dạng cay gần như là nhất là mì Hàn Quốc rồi. Ăn mãi chứ nữa bác. Wow. Đang siêu thật sự luôn. Để chúng mình có thể hoàn thành cái bát mì này không? Ui, mẹ ăn hết rồi. Wow. Tao thấy tao siêu thật sự đấy. Người này đã ở Hàn, nên là có kinh nghiệm ăn đồ cay hơn. À. Cái cảm giác mà ngồi vào mâm cơm không có một món gì ngoài món màu đỏ ấy. Nên là mình không chắc là mình có thể ăn được hết cái bát mì này các bạn ơi. Sự nóng thật luôn. Cái này nó giàn giụa bao nhiêu hơi nóng nó bốc hết lên đầu. Giờ muốn ăn nhanh cũng không thể ăn được. À, sức mình có hạn. Cảm thấy hợp lý vì hôm nay mua coca. Quá là may luôn. À, 5 phút rồi đấy. Cay quá. Cay bắt đầu thấm đấy. Càng về cuối nó càng cay á. Sốt nó dồn xuống dưới. Cố lên nhé. Cái kiểu như uống coca xong càng không muốn ăn ấy. Nó bị cay quá. Cay nó hắt lên tận cổ rồi này. Đây là ngon mua sữa nhỉ. Nó đọng lên tận cổ luôn ấy. Chưa bao giờ thì ăn mà vất vả như này. Đây sẽ là cái bữa cơm mà tốn nhiều calo nhất vậy cần. Cay đến mức mà ta nhìn thấy xúc xích ta không muốn ăn được rồi. Ước gì mọi người có thể nhìn thấy mồ hôi bọn này. Và nước mắt của mình. Thế này mà mình còn định mua thêm tương ớt để cho vào các bạn ạ.
là có những cái nước mắt đang chảy không? Cái món ăn này sẽ khuyến cáo cho những bạn không đau bị đau dạ dày không nên ăn. Vì sao? Thật sự là nó rất cay. Mùa nước mũi. Trời ơi. Cảm thấy ngon xịn thật sự. Mà tao không ăn được hết, nó thích hẳn. Hả ơi kêu. Không mua mùa. Thôi nha. Ta xin thiếu miếng xúc xích. Mình ăn xúc xích không giỏi. Tĩnh tâm, tĩnh tâm. Xin lỗi, mình xin dùng bột chân. Không thể bình tĩnh được nữa rồi. Mình là Yến Vivu và hôm nay thì mình xin dùng bột chơi tại đây. Đó là bà Thảo. Yeah. Mình không thể ăn hết được bát mì này. Rất tiếc. Đồ ăn Hàn Quốc quá là cay. Chắc là mình chỉ ăn được mì hảo hảo của Việt Nam thôi các bạn ạ. Đồ Việt Nam vẫn là number one. Và hy vọng những bạn mà ăn cay được hãy thử món này một lần. Và khuyến cáo những bạn bị đau dạ dày, né né món này ra. Một lần duy nhất, một lần duy nhất. Và Thảo đã chiến thắng phần chơi này. Đây là Thảo sẽ nhận được một phần quà từ mình. Đó là Thảo có thể yêu cầu mình làm một bất cứ một việc gì đó. Bây giờ tao bắt mày ăn được không? What the fuck? Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nếu mà cảm thấy vui, cảm thấy thích thú thì các bạn hãy nhớ like video, subscribe và đừng quên bật chuông cho mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Bye bye. Annyeonghaseyo. Je ireumun Yeon-imnida. 그 그리고 아우 안녕하세요. 내 이름은 예린입니다. 네, 아체. 안녕하세요. 제 이름은 예린입니다. 그리고 라라라라. 1 2 3. 안녕하세요. 제 이름은 예린입니다. 그리고 타오입니다. 반갑습니다.